nó bệnh, bị bệnh. Bị bệnh sao mà mất vậy chú? Cũng như là đĩa ra không biết là ma bóp hay là cái gì bóp không biết, nó chết mà chú dạch cái khăn trùm lại nó, chú dạch xuống là ngay cổ nó bóp như bầm tím luôn. Trời ơi, không biết là mà ma quỷ gì hay là cái gì bóp không biết, không ngay cuốn họng nó bóp mà cháu bóp bầm tím luôn. Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi video của Huỳnh Kha Vlog. Hiện tại Kha đang có mặt ở cánh rừng thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Ở khu vực nơi đây, được một người quen chia sẻ, có một đôi vợ chồng sống ẩn mình ở trong cái cánh rừng này. Và quanh năm, cuộc sống của đôi vợ chồng này rất là khắc khổ và gian nan. Cuộc sống cơ cực và không có con cái. Nghĩ hoàn cảnh cũng khá đặc biệt luôn. Hôm nay Kha tìm đến đây để ghi hình cho các bác anh chị xem. Hy vọng là sẽ giúp đỡ được chút ít gì đó cho đôi vợ chồng này thì mình sẽ giúp đỡ. Bây giờ mời quý ông bà các bác anh chị hãy theo dõi video của Huỳnh Kha bước vào bên trong tìm đến ngôi nhà của vợ chồng cô chú này nhé. Đi con đường này lên các bác anh chị. Hình như là Kha đã thấy được căn chòi của vợ chồng chú rồi. Đây. Cái nhìn căn chòi thì khá là mục nát. Ngó nó sập sệ giống như là nó muốn nghiêng một bên các bác anh chị. À, Kha thấy cô chú đang ở trong ngôi nhà các bác anh chị. Đúng là ngôi nhà nhìn sập sệ thật. Đây có thể gọi là căn chòi chứ không phải là căn nhà nữa. Một mình lẻ loi ở trong cái khu vực núi này, xung quanh bốn bề bao phủ toàn là núi, chính giữa một căn chòi của vợ chồng cô chú. Dạ con chào chú ạ. À. Dạ con chào cô. Cô chú cho phép con ghi hình để chia sẻ hoàn cảnh của mình nha. Dạ chào cô chú. Trước tiên là con xin phép cô chú cho con ghi hình để chia sẻ hoàn cảnh của mình ở nơi này. Con nghe người ta chia sẻ với con là ở đây có vợ chồng là cô chú đây sống ở trong cái căn chòi nhỏ này ở khu vực núi này. Dạ chú cho con hỏi là vợ chồng mình sống ở đây bao lâu rồi hả chú? Vợ chồng chú sống 16 năm. 16 năm sống ở tại khu vực này rồi hả chú? 16 năm. Dạ. Dạ thưa chú, vậy trước khi mà mình đến đây thì mình sống ở đâu hả chú? Sống ở đâu là cũng chú sống ở đây 16 năm rồi. Dạ không, ý con hỏi là trước khi mà chú vợ chồng chú đến đây á là trước kia là chú sống ở đâu? Lúc trước lại hả? Dạ. Lúc trước lại thì chú sống ở vầy Phú Quý. Phú Quý? Phú Quý. Phú Quý là huyện Ninh Phước á. Phú Quý là quê của con luôn nè. Phú Quý á, Phú Quý huyện Ninh Phước á là dục Maram á. Maram á. Dạ, là chú sống ở Maram. Maram á, Maram. Con thì ở khúc dưới lại. Tức là chú là lúc trước là cùng quê cùng với Kha luôn các bác anh chị. Dạ. Vậy chú là sống ở đó, còn cô là người gốc ở đâu vậy cô? Cô gốc ở trong Phan Thiết. Cô ở trong Phan Thiết? À, dạ. Chú cho con hỏi là cái cơ duyên nào mà chú là người ở Phú Quý, Ninh Thuận và cô là người Phan Thiết, Bình Thuận. Cái cơ duyên nào để vợ chồng mình gặp nhau vậy chú? Cũng như là lúc thời điểm chú ở Maram là chú cảnh khổ, hoàn cảnh khổ là... mua thuốc lá ở Vĩnh Hảo là chú vô làm mướn. Dạ. Làm mướn ở trong Vĩnh Hảo, làm mướn cỏ thuốc lá. Dạ. Đó, còn thím con là đi bán hàng son, là tới ở cùng chung một cái nhà trọ đó luôn, nhà kêu bằng gọi là cha nuôi của con chú. Là thím con cũng bán hàng son xin nó ở luôn, rồi bắt đầu cái quen cái ưng tới giờ luôn. Dạ chú cho con hỏi bán hàng son là bán hàng như thế hàng nào? Hàng son đó, cái hãng mấy người hàng son thường bán ở chợ chẳng hạn là cài lược là quần áo con nít thì nhỏ rồi đó, quần áo thun của đồ nó bán rồi ở đó. Dạ. Ở hàng son đó. Dạ con hiểu rồi. Xin lỗi cô bác anh chị nha, thì vừa rồi là ngồi bên kia nó tối quá mình quay cô bác anh chị khó xem. Dạ trở lại vấn đề là chú vừa chia sẻ là bán hàng son, tức là đi gọi là mình đi bán dạo không chú? Bán dạo nay chợ này mai chợ khác vậy. Dạ. Không phải một chợ không. Dạ. Bán đủ chợ. Rồi tình cờ vợ chồng mình gặp nhau rồi quen luôn. Quen luôn, ưng tới giờ luôn. Dạ. Rồi chú cho con hỏi là cái cơ duyên nào để đưa đẩy vợ chồng mình vào đây để sống rồi chú?
cũng như là vợ chồng bắt đầu cái là lúc ở nhau rồi về mà ram ở là cũng như là thất nghiệp khổ, không có công ăn chuyện làm khổ quá. Bắt đầu nghe tin ở trong này là làm rừng làm núi dễ ăn rồi sinh sống, bắt đầu hai vợ chồng ở vô này lập nghiệp sống 16 năm tại đây. Trời. À, vợ thì đi lượm nhum nhựa, còn chú thì đi làm than. Ồ, tức là cô thì đi lượm ve chai, à. Còn chú thì hầm than bậy bạ. À. Ai nói với mình là ở rừng ở núi là dễ làm ăn vậy chú? Cũng như là mấy người quen của bạn bè rồi mà, mấy người quen á, bạn bè rồi nó giới thiệu, nó thấy mình mà đó khổ quá. Dạ. Nói thôi mày vô đây mày sống, làm rừng núi mày ăn chứ mày về đó mày làm thuê làm mướn cũng không được ăn. Chờ ăn đi làm mướn không được ăn, bây giờ mày vô đây mày sống, mày kệ nó vô đây mày sống mày làm rừng núi được nhiêu được. Đó thấy gì mới chú thím ở vô này sống 16 năm. Trời ơi, theo như con được biết á thì những người mà sống ở núi rừng á thì đa số rất là khổ. Mà không biết đâu mà ai nói với chú là sống ở núi rừng dễ làm ăn hơn là ở đồng bằng, con cũng không hiểu luôn. Cũng như thì ở Ram thì thất nghiệp quá con ạ, à, đâu có công ăn chuyện làm đâu, thất nghiệp quá mà. Đâu có công chuyện làm đâu, không có ruộng, có đất, không có gì ở đấy, chỉ chơi vơi lại đi làm mướn không à. Đâu có công ăn chuyện làm gì đâu. Dạ, khi mà cô chú ở ngoài đó là không có cái gì để làm luôn. Không có cái gì hết đấy, chăm ngóng đi làm mướn không à, không có ruộng đất, không có phượng đất nào hết đấy. Đi làm mướn à, thì bây giờ vô này mình sống người làm than chứ, lấy gì mà ăn. Dạ. Vậy là cuộc sống ở ngoài kia bấp bênh quá cho nên cô chú mới quyết định vào trong đây. Ừ. Không có ruộng đất gì hết, sống đi làm mướn không, quanh năm luôn. Dạ. Đó, thì thôi vậy thôi chứ, thà trong này mình đi làm bậy bạ mình kiếm mình ăn qua ngày. Dạ. Chú chia sẻ là cô chú vào trong đây sống 16 năm, vậy tính ra thì cách đây là 16 năm trước vào cái thời điểm năm bao nhiêu thì mình bắt đầu vào đây ta? Cũng như là chú cũng quên rồi, chỉ nhớ 16 năm mà chú, dạ. Năm nào chú cũng quên rồi, cũng không nhớ, không có được quan tâm đó. Dạ thưa chú cho con hỏi là cái mảnh đất này lúc mà mình vào đây á là mình tự mình khai hoang hay là sao rồi chú? Cái này là chú mua là hồi đó là chú mua 1 triệu. Trời. 1 triệu nó lớn, từ đây đổ lên là chú mua 1 triệu. Từ đây trở lên lên kia hả chú? Đó trở lên đó mấy bụi này, mấy bụi gần gần cái này đó, mấy bụi lùm thấy nè. Dạ lên tới cái hàng rào kia hả chú? À đó lên tới cửa ngõ lưới á. Đó, 1 triệu. Cái mảnh đất này mà người ta cũng bán cho chú được 1 triệu luôn. 1 triệu. Trời ơi. chứ đâu khai hoang gì đâu. Vậy mà con tưởng đâu cô chú vào đây để khai phát cái mảnh đất này mà sao chứ? Mua 1 triệu. Trời ơi, 1 triệu mà cái thời điểm con nghĩ chắc 16 năm trước chắc cũng lớn lắm á chú. À. Dạ. Vậy là hiện tại bây giờ là chú thì đi hầm than. À. Và cô thì đi lượm ve chai. Dạ. Chú cho con hỏi là công việc như vậy á, rồi cái thu nhập của vợ chồng mình được bao nhiêu, có đủ chi tiêu trong gia đình không chú? Cũng như là phải nói thẳng là cháu chứ, coi như là nó cũng bấp bênh kìa. Coi như là nói dụ mà làm than á, thì chú làm than á, thì lúc mình có ăn á, thì mình ăn nhiều, còn có mình ăn tiền lại bớt. Còn thím con đi lụm với chai thì ngày nó thu hoạch cũng nhạt bao nhiêu. Nó dụ bữa nào mà có tiền mình ăn nó hơi sung sướng chút, còn bữa nào không có mình ăn hơi khổ một chút. Bây giờ thu hoạch tiền hàng tháng nó cũng không nhạt bao nhiêu hết. Cô ơi, cô cho con hỏi là cô nhặt ve chai một ngày được bao nhiêu tiền vậy cô? Cô bữa nào lạc hoa nhiều quá thì được 30-40, mà có bữa không có thì thảo cô về cũng ăn rau với mắm đỡ. Trời ơi, tức là bữa nào mà mình lượm không có thì về vợ chồng mình ăn rau ăn mắm. Dạ, cuộc sống rất là khắc khổ và khó khăn. Dạ chú ơi, chú cho con hỏi từ nãy tới giờ á, cái này con hỏi hơi tới nhiệm một chút. Con bước vào con thấy cái lỗ mũi của chú á thì nó khác với lỗ mũi bình thường. Cô chú cho con hỏi là cái mũi mình bị sao vậy chú? Coi như là lúc trước á là chú là kêu bằng mụn bọc, cái mụn bọc bự ghê là chú nặng quá, cái bắt đầu cái tự nhiên nó phù lên nó bự tới bữa nay á, là chú sợ quá, bắt đầu chú mới đi phải ra khám, là bác sĩ ta nói là cái này là không phải là cái gì hết, nên do nó cái mụn là nặng, con người mình là ngày nào cũng nặng quá nó làm độc rồi nó phù bự luôn. Trời ơi, cái mụn gì mà nặng mà làm cái mũi mình ghê vậy chú? Nay cái mặt chú này cũng mụn lũ bụi cái này. Dạ. Đâu chú quay cái mặt ngang lại cho con xem. Đây rồi, cô bác anh chị xem cái mũi chú này. Trời ơi, nó u lên một cục rồi cô bác anh chị. Ôi ôi, nặng mụn thế nào mà bị như vậy vậy trời. Dạ, được rồi chú. Vậy rồi, sao mình không điều trị, mình tìm cách nào đó để mình làm cho nó bình thường lại? Cô như là thế nào thì chú thì cũng khổ, chú cũng muốn đi là chữa bệnh ghê mà không có khả năng tiền mà đi, cũng như là
chẳng qua là kiếm bà bạn được chút đỉnh 100-200 vậy là đi về phải ra mình khám cho mình biết chứng bệnh của mình thôi, còn nói về mà chữa mà thẳng thì khả năng tiền bạc không có đó, cũng như mà để lưu ảnh bởi vì luôn à, khả năng tiền mình không có đi chữa bệnh nổi. Dạ. Cũng như đại khái là chú đi khám cho biết chứng bệnh của mình vậy thôi thôi à. Dạ. Còn nói về mà đi khám mà cái bệnh mà do hồn trót thì khả năng tiền bạc không có, không có đi khám nổi. Dạ. Vậy chú đã đi khám rồi thì bác sĩ người ta nói là hiện tại cái mũi mình á nó có bị ung thư gì hay nó viêm gì trong đó không chú? Nói nặng quá là nó bị ung thư, nói ung thư xanh máu bầm, bác sĩ nói bị ung thư. Bác sĩ nói là bị ung thư rồi hả? Bị ung thư. Trời ơi. Mà khổ quá, không có có tiền cũng như mình để liều à, tiền làm hàng ngày rồi chưa có đủ sống mà tiền đâu mà đi khám bệnh con. Trời ơi, bị viêm mũi, cái này là ung thư luôn rồi các anh chị, cái mũi to một cục như thế này mà. Rồi bác sĩ người ta có nói là cái kinh phí mà điều trị như vậy nó tốn bao nhiêu tiền không chú? Cũng như là chú hỏi thăm á, là nhiều người nói nằm gió cũng phải từ 30 đổ lên chứ dưới nữa thì không đủ. 30 triệu đổ lên. Dạ. Chứ dưới nữa thì không đủ. Là chú hỏi thăm thôi, chứ chú đâu có khả năng nào đi nổi, cũng là mình hỏi thăm thôi mà tiền đâu mà đi cho nổi. 30-40 triệu tiền đâu mà đi cho nổi. Mình chỉ hỏi thăm thôi mà mình biết được cái số tiền như vậy. Chứ mà đi không nổi, tiền đâu mà đi cho nổi. Nếu thật sự mà 30 triệu mà đối với cô chú chắc con nghĩ chắc hơi khó. Thì bỏ vậy là chú bỏ liều luôn. Nó tới đâu tới giờ muốn chữa bệnh cho bớt mà tiền đâu mà đi cho nổi. Trời ơi. Bị như vậy bao nhiêu năm rồi chú? Chú bị nếu mà tính ra là từ nó phát hiện tới bữa nay là nằm gió không phải là 6 năm. 6 năm rồi. Nằm gió không phải 6 năm. Trời ơi. 6 năm rồi mang trên người căn bệnh ung thư lỗ mũi. Trời ơi, lúc đầu con cứ tưởng đâu là cái mũi của chú bị cái gì rồi nó sưng lên rồi vài ngày nó hết thôi. Không có, không có. Trời ơi. Dạ. Chú cho con hỏi là cô chú sống ở đây rồi hàng ngày mình đi lại bằng cái phương tiện gì vậy chú? Cũng như là chú đi cũng đi bộ, còn thím con là đi cũng đi bộ, cũng không có xe luôn. Ủa? Chứ hai vợ chồng mình không có chiếc xe nào để đi luôn sao? Không, cũng đi bộ không, hai chồng đi bộ hết. Không có xe đạp để đi luôn hả chú? Cũng không có luôn. Đi bộ không, hai chồng đi bộ hết. Còn nó dụ mà muốn đi về quê à, muốn đi đâu xa thì ra đón xe hàng đi. Dạ. Cái đi bộ không à. Ủa? Cũng vậy là chú cũng thường về quê của mình là ở quê ở ngoài Phú Quý hả chú? Maram á. Dạ. Mà chú chia sẻ là có đi đâu là toàn là đón xe hàng, xe khách đi không? Xe hàng, xe khách đi không à. Còn cô đi nhặt ve chai cũng đi bộ luôn. Cô đi bộ. Dạ cô cho con hỏi là cô nhặt ve chai mỗi lần nhặt như vậy á, cô nhặt cái bao nó bự không cô? Bao cũng cỡ nhỏ nhỏ như vậy là đốt đại hòa đầy là cô đem về bỏ đó lần, đốt đó lần đó. Cái ve chai của cô đây hả? Ve chai của cô đây có phải anh chị? Trời ơi, đi bộ giác sao nổi trời. Ô. Dạ. Cô cho con hỏi là rồi đi nhặt ve chai như vậy á, rồi mình về đây mình trữ ở trong nhà mình như thế này. Rồi khi mà cô muốn bán, cô làm bằng cách nào? Thì cô lựa ra bắt đầu cô với ổng để mà đọc cột dây xỏ thì đòn á. Khiên ra về cái công trình bỏ khăm á, rồi cô điện cho cái xe hãng, cái người hãng giữa của cô á là lên. Nó chở về dưới đâu đến đó mà nó không có lấy đồng bạc nào hết, nó thấy cô khổ nó chở dầm. Tức là cô chia sẻ là cô với chú khi mà muốn bán ve chai là vợ chồng mình phải khiêng ve chai từ trong đây đi ra ngoài đường hả? Ra về đường bắt đầu xe nó lên nó chở. Xe hãng nhầm giữa nó lên nó chở. Trời ơi, một cái quãng đường khá là xa mà rất là khó đi nha. Thì giờ phải ráng sao sao? Dạ. Ôi, nghe vất vả quá các bác anh chị. Ở khu vực rừng rú này như thế này á, mình ở đây là có khi nào mà mấy cái con côn trùng nó bò vào như rắn rít đồ không chú? Có, đó chú cũng đánh nhiều con rồi. Chú đánh con gì chú? Rắn. Chú đánh rắn hả? Chú đánh rắn cũng nhiều con rồi. Rắn là rắn nó có độc không chú? Rắn độc, rắn núi mà rắn độc. Rắn độc, rắn đục nưa, rắn hụ chú rồi rắn độc mà chú quánh là lớn nhỏ hàng chục con rồi. Trời ơi. Nó chung vô nhà mình luôn hả cô? Nó chung vô bắt đầu chung chú. Nhà mình đi luôn nè. Chung vô đây luôn. Chung vô là chú dí chú quánh là mình nhắm khả năng được là 10 người rồi bắt đầu dí quánh. Rắn bự không chú? Bự. Có con cũng cỡ này á. Trời ơi, rắn bằng cầm tay luôn.
hũ chúa, còn rắn mà rắn nhỏ là này, chẳng hạn là như cái dao, cái rửa rồi gọi là đục nưa. Dạ. Lớn nhỏ là chú tính phải hàng chục con rồi. Rồi bánh hoài luôn vậy đó hả? Còn nếu mà mình không đánh thì trời canh đêm đến đồ nó cắn mình sao? Đấy thì chưa, không đánh thì trời nó cắn mình. Trời ơi, nếu mà nó bò vào nhà như vậy mình không đề phòng á, mình không biết chắc nó cắn được một cái là chết luôn mấy chú. Thì bỏ vậy, bỏ vậy lúc nào cũng kèm cái pin nữa, nó hãy bước xuống giường là bắt đầu dở pin rồi. Chứ đâu dám mình đi ổ. Sợ nó cắn. Bước xuống giường là mình lấy cái pin mình xôi hết. Rồi xôi xiêu zip vào đây này, sợ nó nằm nó núp zip rồi á. Dạ. Nghe chú nói lấy cái pin xôi thì con mới nhớ là nãy giờ con quên hỏi nhà mình nó để có điện không chú? Cũng như là thời gian chú cũng có điện, bữa nay chú cũng xài đèn dầu hết xài điện nữa rồi. Vợ chồng mình thắp đèn dầu luôn. Thắp đèn dầu luôn. Trời ơi, thời đại năm 2023 rồi mà cô chú sống như thời tiền sử vậy á, thắp đèn dầu luôn. Thắp đèn dầu luôn. Trời ơi. Rồi ở đây nước mình lấy nước ở đâu mình xài vậy chú? Là chú lấy nước ở dưới suối này, suối bên kia bước xuống hả? Suối bên kia hả? Bên đây là suối con bên suối của nó hả chú? Suối bên đó. Dạ. Mình đang trồng cái gì ngoài kia vậy chú? Mì rồi, mấy bự mì rồi, trồng mấy bả rồi ăn rồi à. Mấy bự mì. Khoai mì hả chú? Khoai mì hả? Dạ. Trời ơi, sống như thế này không điện không đuốc mà gặp mấy cái con côn trùng mà như rắn nó bò vào thường xuyên nữa là nó cắn một cái là chết luôn các anh chị. Trời, mình nói về kìa. Dạ, chú cho con hỏi là trời gió quá, xin lỗi các anh chị nhé. Trời gió là thế này có khi nào mà mấy cái miếng tôn này nó bay không chú? Cũng như là vừa rồi á là nó bay hết một miếng. Một miếng là bắt đầu nó bay cả đêm. Cả đêm bắt đầu chú kiếm dây được, chú gịt lại đỡ là mai sáng chờ sưởng bắt đầu chú đem lên bắt đầu đóng đinh lại. Nó bay cái miếng tôn nào vậy chú? Nó bay miếng cái giường kia. Nó bay luôn hả? Nó bay. Chú dẫn cô vô trong phòng xem được không? Chú dẫn cô vô trong phòng xem cái phòng của chú được không? Được. Đây này, nó bay cái miếng gì đây này, nó bay cái đêm là bắt đầu chú kiếm dây được, chú gịt lại bắt đầu mai xét giờ sửng gió là chú đem lên đóng đinh lại. Này, nó bay một miếng đây nè. Nó bay miếng đó luôn hả chú? Bay xuống. Trời. Rồi nó bay như vậy rồi mình lấy đinh mình đóng lại, rồi hiện tại bây giờ là con thấy là ngôi nhà này nha, lỗ rất là nhiều. Dạ chú cho con hỏi là khi trời mưa nó có dột vô không chú? Cũng như là dột con à. Này chú lấy bắt đầu hơi dột đầu, chú lấy miếng này chú chia lại này. Dạ. Lấy miếng chú chi chưa đỡ nó dột. Trời ơi, chắc giá như vậy mà. Này chú lốt rồi nè. Thấy dột đâu chú lốt đó. Nó hồi nãy nó dột nè. Bắt dạ. Đầu miếng nhỏ chắc giá rồi nè. Trời ơi, quần áo mình treo ở đây luôn hả chú? Quần áo để đây luôn. Trời ơi. Con thấy có cái bàn thờ mình thờ tổ tiên hay sao vậy chú? Cũng như là không có cái bàn gì hết đi con à. Cũng như là có cái này tới chừng cúng mình để ra cúng bậy bạ chứ không có cái bàn thờ gì hết đi. Trong quan trọng hết đi. Mình cúng là mình cúng ai? Mình cúng ông bà mình hay sao? Cúng ông bà đồ á. Ông bà đồ á. Dạ, vậy mình ra đây ngồi chú ơi. Trời ơi, cái nhà. Bên đây là nhà bếp mình phải không chú? Nhà bếp. Dạ. Đây là nhà bếp của cô chú nha, của anh chị. Rất là đơn sơ luôn. Như cái số lượng ve chai hiện tại bây giờ đây mà nếu như mà mình đem đi bán thì bán khoảng bao nhiêu tiền vậy cô? Có như bán khoảng 500 ngàn hết đá rồi chú. 500 ngàn hả cô? Dạ thưa cô, cho cô con hỏi là với cái số lượng ve chai như thế này mà cô ước lượng là khoảng 500 ngàn. Vậy cái số lượng ve chai này cô nhặt được bao lâu mới tích trữ được như vậy cô? Cô rạc nhặt một cỡ một hôm trước Tết mất 8 giờ á. Bữa hôm mới cô đem về á. Trước Tết mất 8 giờ luôn á. À, từ hôm là, trước Tết mới tới bây giờ luôn. Trước Tết mới tới giờ là bữa mới còn đem về. Có bữa không mà làm sao có nhiều được. Đó, được bao nhiêu đó. Trời ơi, hôm trước Tết tới bây giờ là hơn một tháng rồi. Một tháng mấy rồi. Thì đó. Mà bán được khoảng 500 ngàn. Trời ơi. Như vậy rồi vợ chồng mình có đủ sống không chú? Thì cũng như là sống cũng ba hồi cũng thiếu thốn kìa. Bây giờ mình phải chấp nhận thì có ít nữa. Thì ít thì ba hồi cũng thiếu thốn. Ba hồi cũng không đủ tiền mà không số hủi không. Mình cũng ăn tiền lại bớt. Có thì mình ăn nó hơi ngon chút. Còn có mình cũng tiền tặng lại bớt. Dạ. Cô chú chia sẻ là vợ chồng mình không có xe để đi. Vậy chú cho con hỏi là chú có biết đi xe máy không? Cũng như là chú thời gian chú tập là chú cũng mượn xe của bạn. Bạn nó tập là chú cũng hơi rành. Bắt đầu cái
là chú cũng cố gắng là ráng làm kiếm chiếc xe đừng đi, cái bắt đầu cái không có tiền mua, cái đầu mới tới nay chú cũng không biết đi xe luôn, cũng như là mới cặp sơ thôi là chú vô đây sống rồi chú ráng đi làm kiếm chiếc xe đi về bạn làm ta, mà cũng như là khổ không có tiền mua xe, mới tới nay cũng như chưa chắc gì mà chú đi lại được nữa. Rồi bây giờ lỡ nhưng mà có chiếc xe máy rồi sao mình đi? Coi như là mình biết sơ là có thể mình ráng mình tập lại được, tự mình biết sơ sẵn rồi mình ráng mình tập lại được. Vậy sao? Dạ. Mình ráng mình tập lại được. Nó chạy tiếng sao? Thì mình tập lại được, mình nhờ người mình tập lại được chứ tự mình biết sơ sẵn rồi. Biết sơ sẵn rồi hả? Mình mọi người tập lại mình biết liền chơi đâu. Trời ơi. Mình biết sơ sẵn. Con nói thật chứ cái đường đi vào nhà chú á, con chạy xe cúm này mà con chạy con còn muốn văng vô trong núi luôn á. Mình biết sơ sẵn rồi thì mình mọi người tập mình biết sơ rồi thì nó chắc thì chú nói chắc nó cũng dễ á. Dạ. Mình biết sơ sẵn rồi. Còn cô biết đi xe máy không? Cô biết đi xe máy mà không có xe máy đây thì bây giờ đi bộ chứ giờ sao. Cô biết đi xe máy luôn mà chú thì mới biết sơ thôi. Dạ. Vợ chồng mình là không có xe máy cũng không có xe đạp luôn. Vậy cái chú có muốn ước mơ là mình có được một chiếc xe máy đây không? Chú cũng ước em chứ, chú ước từ lâu rồi mà không có, là cũng tán đi bộ thôi, chú cũng ước rồi em. Dạ. Cho nó khỉa bớt. Dạ sẵn tiện con ghi hình đây á, thì có cô bác anh chị xem. Thì nếu một cái cơ duyên nào đó mà một cái điều may mắn đến với cô chú á, thì con nói đây là một cái cơ duyên thôi nha, một cái điều may mắn thôi. Nếu như một cái điều may mắn xảy ra thì chú có thể có một chiếc xe máy đi. Nhưng đây là một cái điều may mắn, con nói một cái điều hy hữu đối với chú với cô thôi, chứ cũng chưa chắc. Cũng con hy vọng là điều may mắn đó sẽ đến với cô chú. Dạ, nãy giờ tâm sự với cô chú, con quên hỏi là chú bao nhiêu tuổi vậy? Chú 62 tuổi. Còn cô? Cô 55. Chú 62 tuổi, cô 55. Vợ chồng mình sống ở đây rồi, con cái mình đâu vậy chú? Cũng như là chú có một đứa con mà nó bị bệnh đó, là nó mất, nó chết. Có một đứa một thôi. Có một người con mà cũng mất luôn. Mất luôn, chết luôn. Nó bệnh, bị bệnh. Bị bệnh sao mà mất vậy chú? Cũng như là đĩa ra mà không biết là ma bóp hay là cái gì bóp không biết. Nó chết mà chú dạch cái khăn trùm lại nó, chú dạch xuống là ngay cái cổ nó bóp như bầm tím luôn. Trời ơi. Không biết là mà ma quỷ gì hay là cái gì bóp không biết không? Ngay cổ họng nó bóp nhưng mà giống bóp bầm tím luôn. Nó bóp ngay cổ họng bầm tím luôn à. Chết luôn. Chú? Không biết là cách sao. Nó bóp chết luôn. Vậy chú có biết nguyên nhân không? Không biết nguyên nhân là lý do sao hết á. Nó bóp bầm tím chết luôn à. Cô có biết nguyên nhân không cô? Cô không biết. Vậy con của mình mất năm bao nhiêu tuổi chú? Cô gì là nó nếu mà tính là năm nay 29 tuổi. Nó tuổi hợ á. Tuổi hợ năm nay 29 tuổi. Dạ nếu mà còn sống là năm nay 29. Dạ ý con hỏi là khi mà con mình mất là mất lúc bao nhiêu tuổi á cô? À đâu nó mất có 2 tháng à chú à. Mới đĩa có 2 tháng à. Mới 2 tháng à. Trời ơi mới 2 tháng mà bị ma bóp cổ hả? À. Trời ơi mình cái lúc đó mình sống ở đâu mà bị như vậy vậy cô? Ở trong bà ngoại nó. Bà ngoại nó quê trong đó. Quê bà ngoại nó quê trong đây. Phan Thiết hả chú? À. Rồi nhà mình có ở trên mồ mả hay không sao mà lại bị như vậy? Coi như là chú nghi trầm sớm nói cái đất đó là có mấy cái hài cốt nằm ở dưới nhà bị vợ lại. Trời ơi. Nó là tiếng con là đĩa trong đó, trong nhà bà già vợ trong đó là mấy chùm sớm nói là coi như là mấy nhà mà nó bỏ đi hết luôn. Nó không dám bắt đầu mới bán lại cho mì vợ chú về ở là bắt đầu đĩa tụi con ra nó bóp luôn à. Trời ơi, có mấy hài cốt nằm ở dưới đó. Nghe chú kể mà con nổi da gà luôn. Tại sao cái nhà mà có hài cốt ở dưới mà mình không nhờ người lấy lên vậy? Coi như là bà già vợ thì bà không có tin gì đâu vậy đấy, bà không có tin, bà cứng đầu, bà không có tin, nói bà người nào nói bà như không à, mà chồng sớm là người ta nói mà mẹ vợ bà cứng đầu không, bà không có tin ma quỷ là cái gì hết đấy, bà không có tin không, ở là bà cứ ở, à. Bà không có tin, bà ngày đó bà cứ đi tu cái tụng kinh biết bà cởi chắc tụng kinh đó, dạ. Đó bà cứ cởi chắc tu hành không mà bà không có tin, có nói bà cũng có tin không? Ủa tại sao mình con thường thấy những người tu hành thì người ta tin tâm linh lắm mà. Thì bỏ gì bỏ nghiệp thì bỏ gì đứa nhỏ nó mới chết. Dạ cô ơi, chú nói mẹ vợ tức là mẹ của cô hả? À. Dạ tại sao như vậy mình không khuyên mẹ mình để mẹ mình hiểu được câu chuyện cô? Thì bây giờ lúc đó cô khuyên là bà già, kêu bà già nó là bà già không biết chuyện đó, bà già sanh con nhiều mà bà già không rành chuyện đó. Không có rành cho nên là không có nghe hả cô? Không rành, không nghe.
Trời ơi, rồi lúc đó mẹ mình không nghe rồi sao mình không nói bao với ba mình để... Ba đâu còn nữa, ba cô mất rồi mà. Lúc là lúc đó ba cô mất rồi hả? Ba cô mất rồi. Dạ, là lúc đó là chỉ còn một mình mẹ thôi. Trời ơi, ở trên một cái mảnh đất như vậy mà sanh con ra bị ma bóp chết luôn cô bác anh chị, lần đầu tiên Khang nghe nói luôn á. Mình biết như vậy mà sao mình không tìm thầy để mình tìm cách nào đó mình trấn yểm lại cô? Thì tự vì bà già bà không chịu thôi chứ còn cô đâu có biết gì đâu. Cô lúc đó mới lớn lên có chồng rồi sanh đứa đầu, cô đâu có rành như mấy bà già mà bà không biết là hồi chị mình mà còn trẻ sao mình biết chuyện đó đâu chú. Cô cũng không biết luôn? Cô không biết luôn. Cô cũng nói với mẹ vậy, mẹ nói mẹ con không biết à, con bị người phất mặt hay gì bóp vậy thôi chứ mẹ cũng đâu có biết thì đâu rồi không như không đâu. Như là mình phán đoán là con mình bị ma bóp thôi chứ thật sự là cũng như là chú đoán á, tự này chồm sớm tôi nói nằm hài cốt chứ nói là chú đoán là ma phải bóp thôi chứ không chạy được nào hết đấy, ngay cổ họng được bầm tím luôn mà. Ghê vậy trời. Là chú nghĩ là chú theo như giờ chú dự đoán là ma bóp thôi chứ không có gì hết đấy. Rồi xảy ra câu chuyện như vậy á, mất đi một người con rồi sao cô chú mình vợ chồng mình không tìm người con khác để mình nuôi nấng và sau này mình nhờ? Không, chú là theo ý muốn của chú là tự là sanh đẻ ra thì chú chịu, mà chú mà đi kiếm đứa khác thì về chú không chịu, khác dòng máu. Ý con đang nói là kiếm, tức là vợ chồng mình sao không sanh một người con tiếp theo để mình nuôi nấng. Kiếm con cũng đi chữa mấy thầy rồi mà cũng không được, cũng không có đứa nào hết, mà chú cũng đi khám rồi cũng không có đứa nào hết. Tại sao vậy chú? Cô nhìn thì khám mà có người nói thím con bị bệnh tử cung ông gì tứ tung hết, là bắt đầu là khám qua chú là nói chú thì bị yếu tinh trùng gì, mấy ông thầy nói tứ tung hết, rút cuộc lại là thôi chứ cũng không có đứa nào hết. Trời ơi. Đó, vợ thì nói bị bệnh tử cung cái gì, còn chú cũng đi khám mà nói chú thì bị là bị cái gì hồi nãy mới nói quên rồi, bị yếu cái gì đó. Yếu tinh trùng đó, cũng không có luôn. Rồi lúc chụp lúc hai vợ chồng cũng chơi vô luôn. Trời ơi, vậy là chú quyết định ở như vậy luôn chứ không có sinh con nuôi hả? Không, chú quyết định là khác dòng máu của chú không chịu, nó thà dòng máu của chú là chú nuôi mà sinh về là khác dòng máu của chú không chịu. Dạ, vậy là cái ý đó là cái ý của chú nên cũng không có ai có thể khuyên được, chỉ tiếc là vợ chồng mình không có được người con thứ hai. Vậy cái người con đầu á, mình hiện tại mình có thừa ở trong nhà này không chú? Cũng như là thừa cái miếng nhỏ, nó cái bình bông này thôi, cái miếng sắt để nhỏ thôi, để tới thắp nhang nó thôi, đó cái miếng nó nhỏ thôi. Cái bình bông đó hả? Bình bông đó, cái miếng nhỏ thôi để thắp nhang nó được. Thì ra là cái bàn thờ nãy giờ là thờ con của chú á hả? Chú dẫn con đi vòng cái hàng rào xem thử cái mảnh đất của mình nó có rộng đó, từ cây bù nhãn á, bù nhãn nha con, bù nhãn đầu dưới cái nãy á, cái hoài kia chú. Bù nhãn đó, rồi lên tới cái lùm bụi đây thôi nè, đó lùm bụi đây nè, đó lùm bụi đây nè, lên tới trên đó hả? Đó lùm bụi cho đây nè. Sao cái chỗ này mình không dọn ra để nó bụi rậm vậy chú? Cũng như là dơi quá, dơi nó vô nó phá nó ăn mì rồi nó phá quá, bắt đầu mới đắp chặt lại nữa. Mới chặn lại cho thế này hả? Chặn lại, dơi nó phá quá, vô nó ăn mấy bụi mì hết. Dạ. Mới đắp chặt dày vô đây này, nói chung nó phá quá. Đắp như thế này tạo điều kiện cho những con rắn nó chung vào hả chú? Kể là mình nhàm ở khoảng xa mà mình giữ khó giữ pin cũng được. Con thấy dưới đất chú trồng nha đam hả? Nha đam. Mà sao mình để nó héo hết vậy chú? đâu đi làm bữa đâu đâu có tưới nước rồi đâu bỏ luôn à. Cái này trước giờ chú trồng chú có bán không? Không đâu, không mấy bụi rồi để ăn mì bạ rồi ăn mát rồi mà đâu có đâu mà bán. Dạ. Ủa bên kia con thấy có một cánh cửa đúng không chú? Cánh cửa của chú ra vô cái nước á. Là cái đường này mình mở xuống suối hả? Chú dẫn con xuống suối được không? Được được.
Trời ơi, vợ chồng chú sống ở trong đây ngó sao lỉ lôi quá cô bác anh chị. Đường này đường chú đi xuống cái nước nè, đóng lại sợ mấy dê vô nó phá, mấy dê nó phá quá. Mình mở ra là dê nó vào hả chú? Ờ, mà giờ này nó vô chuồng à, không có nó. Dạ. Muốn gánh nước phải đi xuống tuốt dưới đây luôn. À. Đó, chui nước rồi nè. Xuống này gánh là về xài. Ủa? Cái này là mình xây hay ai xây vậy chú? Cái này bên chủ nhà hàng, ông nhà hàng ông nằm thốt đây nãy. Ông, dạ. Ông xây hồi đó ông để sập máy, ông đặt sập máy, ông chạy nước về nhà hàng này cái ống. Dạ. Ông xây không ạ? Ờ, cái nước này. Còn hả? Đi xuống đồ này hả chú? Rồi xuống nước á. Còn hơi mà nắng mà cái nước suối này nước nước á thì cái giếng á. Bữa đầu đó nhờ có cái giếng nữa, hơi cái này nước nước thì xuống giếng gánh. Đó có cái giếng á. Trời ơi, bên đây có giếng nữa nè. Ờ. Cái nước này sao con thấy nó cũng hơi đục. Mình múc cái nước này về mình có nấu không chú? Uống luôn chứ, nấu về uống luôn. Chú để như vậy chú uống luôn. Ờ chứ đâu có nước để uống luôn à. Nó không bệnh hả chú? Thì chờ uống sao bây giờ mà nước ra mà uống. Chú xem nè. Cô anh chị xem là mấy cái con này nè. Mấy con này nó chạy nè. Thường thì thấy những cái con suối á, có những cái con thế này thì nó đáy xuống á chú. Rồi mình múc lên mình uống mà mình không nấu là nó bệnh á. Rồi hồi đó giờ toàn là uống nước suối múc lên là uống liền luôn chứ không có nấu hả chú? Không mà uống à, uống liền à. Còn nước này nó hơi chảy bắt đầu xài qua cái giếng. Đó, cái giếng còn ơi. Vậy mà không bị gì luôn. Hồi đó giờ uống nước này không à. Trời ơi, hay vậy trời. Trời ơi, nghe chú chia sẻ. Bước xuống dưới đây múc nước có khi nào gặp rắn không chú? Không à, dưới này thì không có. Ở đây là không có rắn hả? Không à. Ở trên đây thì nước chảy thì cũng khá trong, nhưng bước xuống kia nó động lại khá là dơ các anh chị. Ờ, ở trên đó nó hơi sạch một chút. Cái suối này là thường là vào tháng mấy nó mới khô nước chú? Cũng như là thấy đại khái mà ổng nắng nói chừng 4 tháng là đứng nước luôn à. Mỗi là xài ba cái giếng, chừng 4 tháng là nước là hết chảy. Khô luôn, bắt đầu xài ba cái giếng. Nắng 4 tháng là nước hết chảy luôn? Hết chảy luôn, bắt đầu nhờ có cái giếng. Con nghĩ cái dục tưởng luôn rắn ở trong đó. Vợ chồng mình ở đây rồi ban đêm ban hôm đồ á, mình có cảm thấy trống vắng, mình có cảm thấy sợ cái gì không chú? Cũng lúc mới vô ở thì sợ game con à, cái ở thét bắt đầu từ từ nó cái tánh mình nó con ghen luôn à. Hồi mới vô vợ chồng cũng sợ game. Sợ là mình sợ cái gì, sợ ma hay sao chú? Sợ ma nữa. Thấy mình vô nhiều sợ ma. Mà chú có gặp ma chưa? Chưa mà sợ. Dạ, chưa gặp hả? Chưa gặp mà lại sợ. Chưa gặp mà lại sợ. À. Rất may là chú chưa gặp, chứ chú gặp không biết chuyện gì xảy ra nữa. Hồi lúc mới ban đầu thì sợ game, cái thét cái hình như nó quen là sao. Bữa dạ. Nay nó không sợ nữa, hồi lúc vô sợ game. Cái thét hình như nó quen là sao ấy, bữa nay nó không có biết sợ nữa. Chắc sống trong cái không gian này riết rồi mình quen hả chú? Quen, chứ hồi lúc mới vô nó thẳng con sợ game. Dạ. Vậy rồi ở đây con thấy cách quán xá rất là xa. Mình muốn mua gạo, mua đồ ăn mình đi như thế nào vậy chú? Thì cũng đi bộ mà nếu mà vụ mà bữa nào mệt lắm thì chịu khó đứng đó đón xe quá vàng, mấy cái xe đã đi không một mình đó, một quá vàng nó chở đi giùm. Trời ơi. Đó. Còn bữa nào không phỉ thì đi bộ. Bữa nào mà nhắm mệt quá bắt đầu đứng ráng chờ mấy người đi xe một mình không quá vàng đỡ. Dạ. Mình vào là mình phải đóng cánh cửa lại để cái dê nó vào hả chú? Ờ, à, đi dê nó vô nó phá. Đúng ở đây chú nói gặp rắn hoài là đúng không? Ở đây con thấy nó bụi bờ đồ quá mà. Bên đêm bao giờ có cái pin rồi chứ không dám ấy không? Lúc nào có cái pin hết á. Dạ. Trời ơi. Cái này lúc trước mình làm để trồng cái gì vậy chú? Cái vàng này nè. Trồng vàng bầu, vàng múp rồi á. Mà sao bây giờ mình không trồng nữa? Để nó giấu trồng cái sợi dây nó chết còn, kiết thì bỏ luôn à. Đó, cái dây này
cái dây nó còn mọc lên, tự nhiên nó chết bỏ luôn đó, cái dây còn á. Dạ. Chết bỏ luôn. À, dạ. Nãy giờ là chú vừa dắt Kha đi ra con suối, cái nơi mà vợ chồng chú dùng cái nguồn nước của suối đó để sống qua ngày. Thì chú chia sẻ là chú có múc cái nước đó lên là chú uống luôn chứ chú không có nấu. Thật sự mà Kha cũng biết được khá ít về rừng, nhưng mà Kha cũng hiểu được là cái nước ở dưới suối của rừng á, mình múc lên mình uống, nếu như mà mình không nấu của mấy anh chị là mình sẽ dễ bị bệnh sốt rét. Mà bệnh sốt rét là rất là khó trị. Nhưng mà chú chia sẻ là chú múc lên là chú uống luôn. Bao lâu nay vẫn vậy. Phải nói là con rất là phục chú luôn. Vợ chồng chú sống như vậy mà mình có bao giờ mình nghĩ là sẽ có một ngày nào đó mình sẽ trở về dưới đồng bằng mình sống không chú? Cũng như là chắc bảo đảm là tương lai chú chắc không trở về nổi. Tự bây giờ là hoàn cảnh còn đang khổ, chắc không giờ trở về đồng bằng nổi. Chắc còn tương lai chắc là ở đây tới già luôn. Vậy vợ chồng chú tính là ở đây tới già luôn? Chứ bây giờ họ về, trở về đồng bằng này không có điều kiện mà làm ăn là chắc chú bây giờ không được. Dạ. Còn lâu lâu thì về thăm quê rồi thì được. Dạ. Nãy giờ con nói chuyện với chú mà con quên nhìn trên trán chú có một cái vết thẹo rất là kỳ lạ. Mình bị sao vậy chú? Ở đó là chú bị tía. Chú tía hả? Ờ tía. Dạ. Hình như cô đang nấu ăn trong bếp. Để con vào con hỏi thăm cô. Cô đang nấu ăn hả cô? Cô đang nấu ăn. Dạ, mình phải đốt lửa như vậy đúng không? Đốt lửa. Trời ơi, cả cô bé anh chị xem nè. Năm 2023 người ta nấu ga không à, bây giờ cô ở trong đây cô còn nhúm lửa nè, thường ta nấu than không à. Mình không có nấu than mà hả cô? Than à, nấu là than mà. Dạ. Ủa còn cô đây là cô hàng xóm hả cô? Xóm nhà nhà ở đây nè. Dạ, ở trong cánh rừng này vẫn còn có nhà của cô trong đây nữa sao? Ở nhờ nhà chú Năm, ông cho ở nhờ. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Mình chiều nay mình nấu cái món gì ăn vậy cô? Cô nấu cơm rồi ăn cá đó, cá cái bữa con đi chợ cái 3-4 ngày nay ra rồi, còn cá đó con ăn luôn, con không có đi nữa. Cá bù 3-4 ngày để ăn luôn hả? Dạ, cô về cô chiên khô khô rồi để ăn. Trời ơi. Bây giờ bắt đầu mình bỏ than lên hả cô? Bỏ than. Dạ. Con thấy một cái hũ màu trắng trắng kia là hũ gì vậy cô? À, cái này là đây ha. Dạ. Cơm khô nè. Cơm khô để làm cái gì vậy cô? Cơm khô này là con nói để nuôi ít con gà là ăn dơ cho nó lụm lại. Trời. Lụm, nó lụm cái cơm này nè. Dạ. À, cái này cũng như cô ăn dơ cũng phân. Dạ. À, mà chưa có mua nói mua chừng 5 con vậy á mà nó không có gà. Dạ. Trời ơi. Trong cái nhà bếp cô thì rất là đơn sơ các anh chị. Nước này là chắc cũng múc dưới suối rồi đúng không cô? Múc dưới suối rồi đó. Dạ. Trời ơi khói quá. Wow. Đã lâu rồi Kha mới tìm lại cái cảm giác chung vào trong cái nhà bếp hử khói. Cũng thấm thoát. Hơn 20 năm rồi. Từ cái thời Kha còn nhỏ thì nhà Kha mới nấu cơm bằng than, bằng củi, bây giờ là hết rồi các bác anh chị. Dạ thì hôm nay con được người quen chia sẻ, con mới tới đây để ghi hình cô với chú. Thì biết được hoàn cảnh của vợ chồng mình khó khăn như vậy á, thì trước là đến thăm cô chú ghi hình, thứ hai nữa con cũng gửi cho cô chú một ít tiền của Quỹ Mạnh Thường Quân, cũng như một cái động lực nhỏ để giúp cho vợ chồng mình tiếp tục phấn đấu trong cuộc sống. Dạ thì hôm nay con tới đây là ở đây con có 500.000 của cô Linh ở bên Mỹ. Con thay mặt cô Linh để gửi tặng đến cô chú. Và ngồi 500.000 này thì còn có 200.000 nữa là tiền của con. Thì tổng cộng là 700. Con xin gửi tới cô chú nha. Đây. À, vợ chồng tôi cảm ơn cô Linh có lòng ủng hộ cảnh nghèo khổ của vợ chồng. Tôi rất cảm ơn cô Linh. Dạ. Thì thôi hoàn cảnh mình như vậy thì con cũng không biết nói gì hơn. Con chỉ xin chúc cho cô chú thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn để tiếp tục phấn đấu trong cuộc sống nha. Kha cảm ơn quý cô bác anh chị đã đồng hành video nãy giờ cùng với Kha. Bây giờ Kha xin khép lại ở đây. Yêu quý Kha hãy để lại cho Kha một lượt đăng ký kênh để giúp kênh Kha sớm phát triển nha. Cảm ơn các bác anh chị rất nhiều. Xin phép chào, hẹn gặp lại. Bye bye.